Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Bagina. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân ở trong và ngoài nước. Cả nhà ơi, hiện tại thì em đang có mặt tại ở đây là Ngọc Tố thuộc huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó cả nhà. Thì hôm nay em trở lại để chia sẻ hoàn cảnh của anh Thanh Lâm, 45 tuổi. Thì anh làm nghề đi bắt trùng bán để kiếm tiền nuôi hai đứa con gái ăn học. Thì trên đường đi công việc thì anh bị va chạm với xe tải và anh đã mất đó cả nhà. Ở căn nhà của gia đình là nằm phía bên trong. Thì anh có hai đứa con gái cũng như là người vợ thì cũng có bệnh rất là nhiều đó cả nhà. Thì như video trước thì em có chia sẻ thì cũng đến thăm gia đình cũng như là trợ duyên từ Mạnh Thường Quân, giúp cho gia đình có tiền để phụ lo trong cái phần hậu sự. Con chào chú. Thì hôm nay anh em đến thì trời mưa quá cả nhà, sáng giờ mưa quá. Em thấy xe mai táng cũng đến đây nè. Chút xíu nữa thì gia đình cũng đưa anh Lâm ra phía trước nhà để an nghỉ, chôn ở trước nhà cả nhà. Thì hôm nay anh em trở lại thăm để cũng như là cùng với gia đình đưa tiễn anh một đoạn cuối này nha cả nhà. Bây giờ anh em đi vào ha. Giờ đi vào là phải đậu xe ở ngoài như thế này nè cả nhà, tại vì sáng mưa quá. Mưa quá mưa nên là giờ lội phải lội vào cái nhà. Nhìn xin nhà của anh Lâm thì nằm sâu trong một cái khu vực mà ao vuông như thế này nè cả nhà. Nghe nói là cũng tới giờ rồi. Ôi, xinh quá cả nhà ơi. Xinh quá xinh rồi. Đi lội vào chắc một đoạn đường xa. Lội trước đi. Thực sự thì nói về câu chuyện anh Lâm thì anh là trụ cột chính trong gia đình nha cả nhà. Trụ cột chính. Trụ cột chính trong gia đình mà đi làm để nuôi cả nhà luôn á, bốn người. Nhưng mà không ai gặp nạn như vậy. Thì để là hai đứa con gái đang đi học, một đứa thì học lớp 8, đứa học lớp 12. Thì không biết thì tương lai sẽ như thế nào nữa. Tại người mẹ thì cũng bệnh, không có đi làm được đó. Nên là cũng nhờ có một chị gái thì cũng nhờ anh em đến để chia sẻ cái hoàn cảnh đó. Giống như kết nối Mạnh Thường Quân để giúp cho gia đình phần nào, cũng như tạo điều kiện cho hai bé là được tiếp tục đến trường đó. Trời ơi, sáng sình quá. Căn nhà là căn nhà lá nha cả nhà, căn nhà lá. Cả nhà ơi. Ở đây thì sáng bà con cũng tập trung ở đây nè để chuẩn bị đưa tiễn anh Lâm á cả nhà. Bây giờ trường. Bây giờ nha. Rồi, ai khóc như vậy? Ai khóc như vậy? Ai vậy? Chào chú. Chào chú. Chào mấy chú. Chào anh. Chào mấy cô. Rồi, chào chị. Đi đạp hả? Giờ đây em mình nó bệnh. Rồi, ai vậy? Vợ thì bệnh. Không có màng gì hết. Thùng nước sách không nổi. Rồi, ai vậy? Chồng thì giặt đồ chị, cho vợ, chị vợ chi nào. À, chị hả? Sáng thức dậy thì chồng ơi, đi bắt chồng. Hương nghe bây giờ cách thân phận lo được cho em. Trời ơi, tiếng không có. Đây là chị. Cố gắng lên chị coi. Bữa nay là tôi thổ lộ bí mật của tôi với em, tôi cho bà con cô bác biết hết rồi. Vì tôi với em tôi chia sẻ và tâm sự. Em tôi nó khổ quá, nó về tâm sự với tôi thì tôi lo cho em tôi, có mặt chồng tôi thì tôi lo cho em tôi. Cho nhiều quá thì tôi không thể nào mà tôi thố lộ ra, tôi giấu chồng tôi. Thậm chí tới bộ cột mà tôi bán cây mà tôi mua một bộ cột, đến tôi giao bộ cột bự của em mình siêu nhà siêu dẻo. Lo cho ăn,
mà đâu có đủ để lo cho em mình ăn đâu, mà đâu có biết giờ nay em mình mới ra đi mà trong nhà không có ngọt gạo. Mấy chú ơi, mấy chú gắng cố gắng bây giờ cầu mong cho mấy chú. Kêu mà gọi bên Mạnh Thường Quân nhà giúp đỡ cho gia đình em của em đi, giờ tới em không có khả năng tới nói với mấy đứa cháu, không dám than phiền với mấy đứa cháu mà nói câu chinh thục ơi. Cô ba nói là cầu xin cho cô ba trúng thưởng tờ đặc biệt đi. Cô ba giấu ha, cô ba nói với Út á, nói là Út trúng đặc biệt rồi Út á lo cho cha con cắt được cái nhà ở, đang lo cho con đi học. Cô ba giấu tới mức độ đó, bữa nay nói thiệt thô lộ ra xin lỗi chồng trước mặt cô bác. Cho em bộ cọt còn ngắm ở dưới trước kìa, nói dốc chồng nói em mình bán thiếu cho em mình để ngâm hơn trước á, gắn tới hạn đi. Chị đi xin mấy đứa em mà con cô bác chị em trong nhà mình là cây cối là ngâm ở ngoài đó sẵn, còn ngâm ở dưới kinh một bộ cọt ở dưới đăng mà cho em mình đang đi xin. Dạ lo cho em mà bây giờ không ngờ tới cái ngày đưa xác em về đây mà trong hũ không có hộp gạo, xin một nắm gạo đi để đó cắm cây nhang cho em mình mà không có một nắm gạo. Mấy đứa con còn hiểu lầm, không dám để cho con buồn nè, thằng chồng đó, con cha nó không có để cho hai đứa nhỏ vì con nó ham học ba, nó phải gắng cố gắng. Không dám để cho con buồn, mấy con lại hỏi cái bắt đầu nó lạc ngang cái nó bỏ nó đi ra ngoài, cái hai đứa con nó thấy sợ nó về cái nó nói cái cô ba tại sao mà cô ba ham đấy, cô ba cầu xin ông cầu xin gì mà cô ba cầu xin cho cô ba trúng tờ đặc biệt, tại vì cô ba lo cho cha con hết nổi rồi, nhà cô ba còn giọt nữa mà, nhưng mà cô ba bán có đồng ra đồng vô. Còn nói với tôi, chia sẻ với tôi, chị ơi giờ chị đừng lo cho em nữa, cháu của chị giờ nhóc hết rồi, em cháu chị bệnh mà chị em cũng đi thăm được nên em không có tiền, cứ nói thôi em đừng có đi. Mà nó khóc, nó ra nó khóc, nó điện nó khóc, không về nó nói chị ơi, làm như nó gửi gắm mình, nó nói chị ơi chị gắng cố gắng lo cho con em đi học hết lớp 12. Nói Lâm ơi làm sao chị lo được, chị không có hứa nhưng mà chị lo được tới đâu chị lo, nhưng mà gắng cố gắng động viên cho cháu đừng có nghỉ học gì, nó quá ham học. Sáng đi học chỉ có cơm với cơm mà thôi, chưa biết có tiền như học sinh người ta, con người ta đi học sáng là có tiền đi ăn sáng, uống cà phê còn không, ý đứa con nào không cần. Yêu cầu nhà con có gạo thôi, có gạo cho con sáng nấu nồi cơm thôi, để cho con tới giờ hả chú, tới giờ rồi, tới giờ chuẩn bị rồi. Giờ bên cộng đồng mạng này chú giúp cho em tôi. Ở nhà thì mình đến thì gặp chị của anh Lâm, con quá xúc động luôn. Giờ mấy giờ mấy chú cũng chuẩn bị thắp hương rồi. Lâm ơi, Lâm em mở mắt cho em nhìn nè, Lâm ơi. Ôi, giờ em nhắm mắt ngàn đời điên tư của em ngủ không được. Chị khuyên em thôi, ngủ đi. Đừng có đi chơi, giờ ngủ đi. Lặng sáng ăn đi bắt chồn, có tiền. Thưa gia quyến, được tin báo cho đội mai táng chúng tôi biết đến ngày giờ này đến để đưa linh cữu anh Phi Rô đến nơi an nghỉ cuối cùng. Về kính thưa gia quyến cho chúng tôi được làm nhiệm vụ. Nhân dân chơi và con và thân thần. Lời cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sanh cha kỳ ơn cha đây dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay đến thật thành ngày, mà tha thờ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Chị em cho hơi lạng đi nha, bữa nay bí mật của em chị đổ lộn ra trời. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha, phép tắc vô cùng đi lên trời đấng. Tôi xin Đức Chúa Kitô Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Hỡi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người chúng ta xin bởi bà Maria đồng kinh. Chịu nên đời quang phong siêu khi là tôi chịu đóng đinh trên cây thánh giá kiếp và phan xá. Chúa một tu công người chúa qua bởi cho kẻ chân và sống lại. Giữa bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Em cần gạo à, lâu rồi cơm cô còn khỏe mà gia đình em hạnh phúc lắm đó chị.
Thôi cho em trước mặt chồng là ghi danh cùng dấu đâu pha dấu đột chồng. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho linh hồn phê rô mới qua đời được lên chung nghỉ ngơi. Bữa nay chị em mình là bị mặt chị thô lộ anh đây làm ơi. Còn đâu mà nghe tiếng em đang dặn trước mặt chị nè làm. Em ơi. Dẹp cái đèn luôn đi. Đạo tới thì kìa lắm. Bây giờ cả nhà, bây giờ gần 9 giờ sáng nha cả nhà, 9 giờ sáng nha. Thì cũng tới giờ để đồng quan đưa linh cụ của anh Lâm ra phía trước nhà để chôn cất lên. Bây giờ thì mà có rất là đông, rất là đông bà con cũng đến đây luôn. Đứng đứng đây, đứng đây đứng đứng đây. Đứng qua đây nè cô. À, đứng ngang ngang nha. À, ngang ngang ra. Cho thấy hình nó ngang ngang. Cả nhà ơi, đây hình ảnh hai đứa con gái của anh Lâm cũng như là người vợ nè cả nhà. A Di Đà Phật. Rất là đông, con thấy ai cũng rơi nước mắt hết. Hàng này đó cho em được cái nhà. Đưa ra luôn rồi cả nhà. Em che nắng che mưa. Trời em ra đây em nằm che nắng che mưa em rồi nè. Bây giờ con em sống sao đây? Thôi được kể nhà thôi, đưa ra phía trước nhà thôi. Thôi bữa nay chị không còn cái gì để mặc của chị em mình. Thì chị gái thật sự quá xúc động, quá xúc động. Em bầu cột mà chưa lấy lên được nữa, không có em ai lấy bầu cột lên đây làm. Ôi, em nuôi gạt chồng, nuôi lão chồng, mấy em mình mua theo. Đi thủng con trùng, cái chị ơi trong mặt thấy đường. Trời ơi. Ôi. Cho chú đi hả chú? Chú đi hả? À, cho chú đi. Đây là những người chị, người chị của anh Lâm. Bởi chú đó 15 phút. Mở mắt ra chú đặt cái xô đi tụng dùng. Đặt cái xô đi tụng dùng. Bữa nay có nhiều thì về cười. Bữa nay thì về mặt. Bởi sao chị em? Chị em lo. Em chóng mặt quá. Em chóng mặt quá. Em chóng em ra đi rồi ấy em gạo về cho con vợ em ăn đây. Ơi con nhiều tiền nhiều bạc cho gia đình gì á của em cũng nhờ thầy với mấy chị anh con cháu nó không có bỏ lại chồng con nó không có cái tình cảm cái lời của nó em ngọt sẽ mùi. Là hai chị luôn hả cô? Hai chị luôn. Là hai chị ruột. Dạ. Còn mở mặt ra mà nó nhìn vợ con nên là hàng gì? Lắm ơi, lắm ơi. Lắm à. Anh ơi. Dạ.
cho tới khi được Chúa ngự cho sống lại trong ánh sáng thánh linh vô biên và được nhìn thấy thánh vĩnh cửu trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Chúa Trời chúng con chúa chúng con. Hình ảnh này đau lòng quá cả nhà ơi. Khi mà đưa anh Lâm ra ngoài này thì mình những người chị đưa phật đồ thấy anh là vợ con cơm cho con
con ăn no cái bụng là con đi học chứ không gặp cao dương mỹ gì hết. Sáng là phải thức dậy nấu cơm cho con đi học. Sáng giờ chị ơi, bữa nay hết gạo rồi chị. Con em đi học không có gạo để nấu cơm sớm cho con em ăn. Quá chị lẻ khổ vậy trời ơi. Buồn con nay vô cùng than. Đó là chú cột mình tham gia mình. Bây giờ đây sẽ đi ra nó nằm ở ngoài này một mình đó. Thì đi ra nhà chị em mà có đám chị vợ hai ngày không về. Ngồi về coi chị vợ ơi, ở nhà không ngủ được phải không? Con mắt không quần hết trơn rồi. Vợ nói chồng ơi em nấu cơm để chồng về ăn gì chồng với con. Sao anh không về nhà đây? Đi ra nhà cô ở 1-2 ngày còn thấy mặt. Giờ đây nằm xuống ở dưới con sau này cô làm sao được mình. Hai đứa con ơi. Từ đây trở đi lại đưa con mất ra nhập viện rồi không còn tiếng cha nữa đâu. Hai giờ rưỡi thì tiếng cha ơi cha không bắt máy thì điện của ba ơi thấy cha con về chưa. Giờ cũng tới giờ hàng quẹt rồi cả nhà. Lâm ơi, Lâm. Thầy Vĩnh. Tuổi ăn tuổi học mới lớn con, người ta đi học thì chỉ biết tiền đi tiền, còn con nhà này thì không có biết. Sáng con còn nghĩ có cơm con ăn no bụng là con đi học được rồi, mà còn không có cơm để ăn no bụng mà đi học nữa. Sống thể diện lắm, đi ra cười tí ra tí tép cho miếng ăn cái miếng này bà con lại đây thì ăn nhà trời ơi. Hai chị em ôm lấy hôm nay cô ba gặp gia đình tôi. Bình tĩnh cô ơi. Mới thấy cái hoàn cảnh của em tôi như vậy trời ơi. Sáng thì sạch cái xô lên trên vai đi tập trung bắt đầu lộng đi. Không bữa nào có thì về cười vui vui à, chị ơi. Ở đây là căn nhà giờ gặp cũng dở rồi cả nhà. Ở đây là mới thấy được cái toàn cảnh cái căn nhà của anh Lâm đây. Hôm qua thì chơi gà không thấy được. Trời ơi trời, cho em bầu cửa là lá nhà nó nền đất. Nhưng nào gặp được cơ mà có tiền em trả chị từ từ. Cho nhiều quá rồi, đâu dám nói thiệt nữa. Bữa nay chị thô lộ bí mật rồi Lâm ơi. Đây là người chị thì mà đưa em ra phía bên ngoài để an nghỉ thì chị rất là xúc động đây nha. Buổi sáng này thì mưa nha, mưa lớn quá nên là xin cái nhà nhà xin cái này, xin quá trời xin luôn, sáng mưa lớn lắm luôn, là để anh trước nhà luôn nha cái nhà trước nhà. Có những người bạn như là bạn của con gái của anh Long cũng đến đây như là san sẻ. Như là Phật hồi sinh quá rồi. Trời ơi, chết trong rừng cũng không ai hay, không ai biết mà chưa bao giờ thổ lộ với chị em đông lắm. Mà không có dám than gian đâu, chỉ về chia sẻ với chị thôi à.
ơi Lâm ơi, em ra đi mà cái nhà em còn dột nát gạch dưới từ lưa chân nè Lâm ơi. Điện con nó mà bắt điện thoại ra mà thấy một cơn bão thì nó ơi, tối là giông gió tới là nó ôm con nó vào lòng mà. Này bác không cho em đi. Trời ơi trời Lâm ơi, mày bỏ vợ bỏ con mày ra đi rồi từ đây trở đi là vợ con mày sống sao đây hả Lâm? Từ đây trở đi là công việc sợ tại đây cái nhà nó giữa đồng này vùng vịnh luôn, nó giữa đồng không có gì không có gì cái nhà của ai hết. Quá trời gỗ rồi mẹ anh nói cho em mà cho tất cả gì đừng có anh ngọc mà cho em cho nó bỏ gì rồi làm cho em cố gắng hết sức lực rồi mấy anh ơi mua bệnh mẹ cùng em bệnh đau nữa rồi làm sao giúp đỡ cho em hết cái cả ngày rồi để cho con em nhỏ gì nhỏ lớn gà học lớp 12 con nhỏ nhỏ học mới lớp 8 à. Thôi vậy con ơi chắc mẹ không cho con học được rồi con ơi, tại vì gia đình quá khổ, cha đi cha chủ bọn mình cha đi vậy rồi làm sao mẹ giúp đỡ cho con đi học được. Ngày có 20 ngàn, nhỏ lớn có 20 ngàn đi học còn có tiền ăn nữa. Mấy cái hai giờ rưỡi hai giờ là thức dậy đặng nấu cơm nhanh khô con đi ở nhưng mà bây giờ anh Lâm ông đi bỏ thì cái tiền mẹ không có nên là con em nó cần đi học nó làm sao không phải thời quê con em đi học được nhờ mẹ anh cùng cũng nên thì lên về giúp đỡ cho em được cái nhà ấm cũng làm cho con em cố gắng đi học không ấy thì con em không có đi học thể nào học được hết trơn. Thằng nhà thằng nhà rổ rỡ quá trời cô ác. Giờ cô qua đây với hai đứa con gái. Cô qua đây đứng với hai đứa con gái đi. Cô mẹ cô vợ của. Ê xỉu xỉu. Trời ơi. Đi đi từ từ đi từ từ. Từ từ lại đứng với hai đứa con gái đi cho con hỏi thăm xíu. Rồi á bà con cô bác gần xa. Cô bác em về tối thì con em ra làm sao. Ngồi bằng đêm mà có trời dầu mưa dầu mưa thì anh không kêu ghéo. Hôm nay các chị trời mưa rồi các chị đi đánh. Cái ba đứa nhỏ thằng như hai cái mùa dẹp mình đang nằm đi ba bốn người đi vô cho mình chỗ đi mình nằm ngủ trong nào con dỗ hết trơn rồi biết làm sao. Trời ơi, anh ơi, trời mưa rồi. Cô với mấy hai đứa gái quay qua đây nè. Trời mưa, trời gió rồi. Trời mưa, trời gió rồi, trời mưa. Từ đây tới chiều ông trời mưa, bạn bè cô bác đi gì hết. Rồi ba mẹ con em mình sống làm sao. Rồi ra ngoài đó chắc đi ra ngoài đó ba mẹ con ra ngồi ngoài đó không dám ngồi trong nhà đâu, không có ông ở trong nhà làm sao em ra ngoài trong nhà nằm hồi, được hồi hôm này có mưa không hả chị? Có mưa hả? Dạ tại vì đêm hôm mệt quá em ngủ quên em giờ mình thức dậy mưa gào lên không hay giờ mình thức dậy đi trời mưa thôi cha anh ơi nhà mình trời mưa rồi kìa anh ơi anh thức dậy đi đặng coi chơi dột chỗ nào dột ngay chốc ở chỗ cái hàng của ông mấy chị lôi dột ngay cái hàng luôn. Tại vì trên đây nè, để cái hàng ở đây nè, đầu trời mưa, nó dọn gần mấy chị thôi. Thôi. Anh em thôi. Cũng biết là cái giờ mà đưa anh ra khỏi nhà là 9 giờ. Rồi hồi sáng này thì đi là mắc mưa rất là lớn luôn. Sáng nay mưa rồi. Ngày mưa. Tạm núp vào một cái nơi nào đó cho nên là đến cũng vừa đến là xong mà gia chuẩn bị đi luôn, chuẩn bị đưa anh ra luôn. Anh em thì đường xa, thầy tranh thủ cũng sớm thôi nhưng mà gặp trời mưa. Giờ thì anh cũng ra an nghỉ rồi dạ. Thì cũng cố gắng đừng có quá đau lòng à, còn có bệnh trong người nữa dạ. Để còn lo cho hai đứa nhỏ. Tại vì cũng như là chồng em cái gì cũng lo trong ngoài cũng ơi nổng không à. Em không có màng gì em bệnh nhiều lắm dạ. Ngày sáng là ổng đi màng rồi cỡ 1 2 giờ là ổng về cơm nước này kia quần áo này kia là cũng ổng không à dạ. Bữa nào ổng về mà tôi ngồi khỏe thì ổng nói mẹ mày nằm đó đi nếu mà khỏe thì đi ra mặn giặt đồ cái gì đi không ấy thì để tôi giặt ra chứ mẹ đừng có đi đi lỡ có bị gì cha con tôi sống làm sao dạ. Giờ biết làm sao bây giờ giờ ổng đi bỏ tôi rồi làm sao ba đứa con hai đứa con nó còn quá nhỏ nữa khả năng thì không có gia đình quá đau lòng rồi. Người đó người thợ thợ đó là thợ ông và chồng nó rồi giờ tim chồng nó coi làm sao nó nhỏ nó thấy ông nội nó đau lòng rồi tim cha nó nữa vậy rồi ba mẹ con tối ngủ rồi dòm đi coi làm sao không thể nào ở trong nhà ngủ được hết trơn bây giờ phải không biết làm sao. Rất là trẻ, 45 tuổi. Mới gặp sáng thôi đó mà trong một ngày thì gặp chuyện như vậy. Trụ cột trong gia đình nuôi hai đứa con gái.
không ai mà đi làm được hết. Chị ở đây thì bệnh sách đồ nặng không nổi, giờ mất thì biết là cảnh nó đau lòng như nào. Nhưng mà phải cố gắng bình tĩnh, có khi đau lòng quá thì anh không có được an nghỉ á. Đúng rồi, cố gắng mà em không có cố gắng chắc họ vượt qua không biết nổi hay không, tại vì cũng như gia đình này ổng là trụ cột mà giờ ổng như vậy nữa, rồi hai đứa con em mình nó đi học hàng ngày giờ sáng, bây giờ là không còn cái sức lực mình để cho con em nó đi học nữa hết trơn. Mỗi lần thì ổng đi bất chùng về 2 giờ mấy 3 giờ là qua ngày sau là chung túi con được. Đứa thì đứa lớn được 20 ngàn thôi, đứa nhỏ thì cho 10 ngàn. Bữa nào có tiền nhiều thì cho thêm, không có tiền nhiều là không có tiền đi học của con ơi. Mình nghèo mà kệ đi, đừng có theo đâu rồi theo người ta. Theo rồi theo người ta cũng không có ăn đâu con. Tội nghiệp cha đi bắt trùng lá đâu phải dễ ăn con trùng đâu. Ổng cũng bệnh nữa. Mình đi về, nhức đầu về nó, mẹ ơi sao bệnh quá à. Thôi gán đi ông ơi, nhà mình nghèo còn có 2 đứa con mình nữa. Thì khi mà đến đây và hỏi thăm vòng vòng thì cũng biết được cái hoàn cảnh gia đình mình rồi. Anh là trụ cột chính, đi làm mà nuôi cả nhà như vậy thì không ai thì gặp nạn á. Thì còn lại mà mình chị đây thì có bệnh nữa, có bệnh nữa thì không phải mốt là không biết làm gì luôn để có tiền mà nuôi 2 con đúng không? Đó, nên là tụi em cũng có chị qua thì giới thiệu đến thì mới kết nối cái hoàn cảnh của mình. Đó, thì thời gian nó cũng cấp bách lắm. Cái nhà hôm qua thì anh em vừa đến là cũng chiều luôn rồi mới về. Đó, tối mới đăng video lên thì sáng nay lại đưa đi. Đó, nên là thời gian nhanh quá. Hy vọng thì trong thời gian sắp tới, vài ngày tới thì Mạnh Thường Quân xem được. Đó, rồi biết được hoàn cảnh của mình và giúp đỡ. Đó, hôm nay thì anh em cũng đến đây cùng với gia đình, cũng như là đưa tiễn anh Lâm ra cái an nghỉ ở phía trước á. Thì bên cạnh đó và các anh em thì cũng có nhận chút ít tấm lòng của Mạnh Thường Quân, cũng như gửi thêm. Đó là ngày hôm qua thì hôm nay chị qua cũng có đến á, cũng đến đây đưa tiễn anh Lâm đó. Bạn của chị cũng kết nối á, với hoàn cảnh của mình. Kêu chị qua vô, chị qua ơi, chị qua ơi. Cái kia đi về luôn á. Đây chị Hoa vô. Đây chị Hoa đây cả nhà. Chị Hoa là người giới thiệu cái hoàn cảnh đến anh em đó. Hôm nay chị đến đây rồi cũng như cùng với gia đình đưa tiễn anh Lâm á, thì chị thấy cái lòng mình như thế nào chị? Nói chung là hoàn cảnh của bạn qua rất là khó khăn. Thì qua nhờ các anh YouTube để mà quay lên để cho cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước đều biết, để hỗ trợ cho ba mẹ con của bạn qua trong hoàn cảnh quá nghèo mà tới nỗi mà không tiền luôn. Thì mong các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước á, giúp đỡ cho bạn qua để mà mua thêm một ít tôn để sửa chữa cắt căn nhà lại, để có chỗ mà che nắng che mưa. Đó, thậm chí nhà vệ sinh còn không có nữa đó mọi người. Trời ơi. Rồi thêm nhà thì phụ nữ, với trong đây thì qua thấy chỉ có căn nhà của bạn qua thôi, chứ hầu ngoài ra là không có một cái thôi. Phụ nữ mà ở thiêu liêu có một chỗ một thì rất là nguy hiểm. Đó, thì mong các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước hỗ trợ thêm một ít nào đó để cho bạn qua che lại căn nhà và cửa rồi làm kín đáo, tại vì nhà phụ nữ không rất là nguy hiểm. Đó, thì chị qua khi mà đến đây thì cũng rất là đồng cảm với gia đình, cũng như là cũng mong muốn, ai cũng mong muốn hết là Mạnh Thường Quân thương và giúp đỡ cho gia đình đó. Tại vì anh đã mất rồi, đã đau buồn rồi, bây giờ thì còn 2 đứa con phải, giống như là cái mong muốn phải cho 2 đứa đi học, nên nó trốn theo cái ước nguyện của ba của 2 bé, cha của 2 bé. Hôm qua chị nói chị bận công việc nhiều lắm. Đúng rồi, tại vì ngày hôm qua thì qua có dẫn các anh vô đây quay, xong là qua quay trở về ngoại có công chuyện đột xuất. Thì tối lại qua cũng có vô trong đây xong trao số tiền mà các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho bạn qua đó. Số tiền được cũng được 10.400.000. Thì hồi hôm qua đi xong, trao cô xong, qua về tới ngoại là qua không ngủ được. Nói chung ra là còn rất là tội nghiệp hoàn cảnh của bạn mình. Dù vận động đó hả? Đúng rồi, rồi 11 giờ đêm thì có cuộc gọi nhỡ đến cho qua là hỏi qua ngủ chưa. Qua nói là chưa, mới đi đám tang về. Thì nói thì qua bữa nay sáng vô á, nhờ qua là cái chị đó tên là Lâm Mỹ Duyên ở Tôn Đức Thắng, Sóc Trăng. Thì gửi cho bạn qua là 2 triệu. Thì khi qua vô đây coi hoàn cảnh nhà như thế nào thì kêu các mạnh thường quân chung tay, còn thiếu đủ gì thì chị sẽ đến đây, chị sẽ giúp thêm một ít nữa cho bạn qua. Thì qua cũng thay mặt gia đình của bạn qua cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước rất là nhiều để hỗ trợ cho bạn qua được căn nhà nữa, thì qua rất là mừng nha. Cái này là qua nói thiệt. Đúng rồi.
Gia đình chỉ mong muốn như vậy thôi cả nhà. Chứ nhìn cái cảnh này thì quá đau lòng. Quá đau lòng luôn. Cố gắng lên nha hai con. Nhìn bạn mình nó giúp đỡ gì cho gia đình của mình, rất cảm ơn bạn mình nhiều lắm. Không, tại vì cái này là cũng như là chồng của bạn này là với ông xã mình là bạn thân với nhau, tê cũng lâu lâu lắm rồi, bây giờ rồi thương nhau. Tại vì bà chồng của bạn mình cũng có là gặp vô tai nạn, giống hệt như chồng của mình vô tai nạn. Đồng cảm với nhau như vậy. Nó rất là thấy đồng cảm với nhau, nó thương nhau cho nên nó mới làm kêu gọi đồng mạng thôi cho gia đình của mình thôi. Nói chung ra là ai cũng có cái sinh phải có cái tử, mà sớm hay muộn thôi. Nhưng anh ra đi rất là còn tuổi còn quá trẻ. Thì hồi lúc ông xã mình mất thì 43, mà bạn của ông xã mình bây giờ 45 đó. Nên thành thử là mình đau lòng. Mình cũng là từng trải qua rồi. Thì Qua cũng là có hai đứa con trai. Thì đây là bạn của Qua, chồng mắc tai nạn thì bỏ lại hai đứa con gái. Thì Qua thấy rất là xót xa khi các bé còn đang học đó. Thì Qua mong các mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho bạn Qua, càng cũng như là che được căn nhà thì Qua rất là mừng. Dạ. Đó là Qua rất là vui luôn. Dạ. Không có hoàn cảnh nào mà hữu duyên á chị. Đúng rồi. Tại vì hôm qua nay thì chị cũng biết rồi, anh em đến dạ. Cũng cấp bách á. Trước giờ Qua quá nhanh mạnh thường quân có thể là chưa xem được. Mới đang ngày hôm thôi. Đang ngày tối mới lên thì video rồi. Giờ rồi. Thì cũng trễ nên Qua không biết sao có cái duyên với bạn Qua. Để điện cho anh Thắng, nhờ anh là Thắng ơi, anh sẽ giúp đỡ giùm bạn của em trong khi hoàn cảnh quá nghèo mà cái nỗi không có, chỉ có 25.000 thôi để mua gạo khi anh nằm xuống rồi á, thì dở gạo ra để mà lấy để bỏ vô ly cắm nhang á, mà còn không có hạt gạo trong thùng nữa. Thì mọi người thấy đau lòng không? Rất là đau lòng. Thì bây giờ Qua cũng không biết nói gì nhiều hơn nữa, thì Qua rất là cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ bạn Qua nha. Mọi người chung tay lại, mỗi người một ít. Thì em tin thì sẽ giúp được cho gia đình trong cái lúc khó khăn này. Chứ một mạnh thường quân hay là một hai mạnh quân. Chắc ảnh nằm xuống, ảnh cũng ra đi, ảnh cũng rất phù hộ. Phù hộ ha, linh thiêng rồi phù hộ cho gia đình. Chứ nhìn hai đứa con chắc ảnh ra đi cũng không an lòng á. Là may mắn luôn rồi, có chị Qua ở đây nè, kịp thời trong cái lúc này mà chị vận động được một số tiền của mạnh thường quân. Thì gần chị cũng không có làm gì mặn gì này kia ha. Bây giờ chị không có căn bệnh phụ nữ nữa nên chị không có làm được. Thường dạ. Anh còn sống anh sẽ làm bắt cùng dễ tỷ 100-200 thì anh sẽ đi mua thuốc cho chị uống. Dạ. Ngày thì bây giờ anh nằm xuống rồi thì chị không có làm nổi, tại vì chị có căn bệnh phụ nữ nữa. Dạ. Nên này Qua không biết về sau như thế nào. Nói thì hôm qua thì nhóm anh em Sóc Trăng khi mà chị Qua dắt em vào á để kết nối cái hoàn cảnh á, thì chị Qua cũng có việc rồi về, thì tụi em hôm qua đến hỏi thăm cũng như là cũng trong nhóm anh em cũng trợ duyên cho mình được là 6.300.000 đúng không chị? Đúng không? Tổng là 6.300.000 anh em YouTube hôm qua. 580.000 hay gì. 580.000. Không nhớ ha. Thì không nhớ đâu. Không nhớ. Không biết bao nhiêu, không biết. 6.300.000. 6.300.000. Dạ, chung đó. Phải không? Có bệnh đó thì chị rất là bình tĩnh. Thì hôm nay chị bệnh chị rất là xuống. Nhìn 80 chị giống như cái tinh thần đó, nó không có được. Rồi không được có. Đúng rồi. Thì mà cứ cú sốc mà chồng mất á, chị mất thân á, nhìn chị thấy nên thành thử chị cũng không. Rồi, thì ý mình nói là ngày xưa nữa, tại còn mang trong bệnh thân bệnh trong mình nữa. Dạ. Đó. Thì khi mà chị Qua kết nối anh em đến thì hôm qua thì cũng anh em cũng trợ duyên từ mạnh thường quân là giúp là số tiền là hỗ trợ là 6.300.000, thì hôm nay anh em đến thì cũng nhận thêm chút ít nữa đó. Thì hôm nay đến thì có một chị gái chủ quán phở 45 ở Sài Gòn là gửi cho gia đình mình là 500.000. Bên cạnh đó thì có anh Khánh với chị Liễu Việt Kiều Úc, thì khi mà xem được cái hoàn cảnh trong đêm hôm luôn thì gửi cho gia đình mình số tiền thêm 5.000.000 nữa ha. Và tổng số tiền hôm nay thì qua kênh Bagina cũng như đồng hành chứ anh em á là gửi cho mình là 5.500.000 nữa. Dạ, trong buổi sáng hôm nay cầm giùm những tiền mà gửi luôn. 5.500.000. Bây giờ cũng xin phép mạnh thường quân thì gửi số tiền này cho gia đình luôn. Dạ. Giống như nhận bao nhiêu thì trao bao nhiêu. Tí nó mới quá, cũng nhanh quá. Thì cũng thay mặt gia đình của mình cảm ơn tất cả các mạnh thường quân có tấm lòng nhân hậu rồi giúp đỡ cho bạn Qua. Giờ đếm tiền rất là nhiều. Dạ, giờ đếm tiền ha, từng triệu ha. Em gửi luôn, hãy gọi cho mình. Con gái lấy. Con gái nhận tiền ha. 1, 2, 3, 4, 5, 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 2.000.000. 1, 2,
3, 4, 5, 3 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 4 triệu đúng không con? 1, 2, 3, 4, 5, 5 triệu. Qua giúp được thì Qua sẽ giúp. Cảm ơn bạn cố gắng nhiều lắm. 5 triệu, 500 ngàn. Đó là anh Khánh với chị Liễu với lại... Ồ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn anh Khánh chị Liễu Minh Úc gửi 5 triệu đồng. Con đứng ra con nói. Lớn lớn lên. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, thương cho hoàn cảnh gia đình của con. À, hai đứa cũng. Đứa con gái còn đi học, đang đi học sợ nhất là cái việc học mà dở dang á. Tiếp đó nữa thì cũng qua kênh Quý Sắc Tộc á, cũng gửi tình thương của Mạnh Thường Quân gửi đến cho gia đình. Anh em đến đây thì cũng cấp bách quá, mới đăng ngày hôm thôi. Đó thì Mạnh Thường Quân cũng thấy được hoàn cảnh khó khăn thương rồi gửi qua có cô Nga ở Tây Hồ Hà Nội rồi gửi qua số tiền là 3 triệu đồng. Còn một Mạnh Thường Quân nữa gửi qua nhưng mà chưa có nhận được á. Khi nào mà nhận được thì đến thăm gia đình tiếp ha. Sẵn tiền có chị Qua ở đây thì cũng gửi cho gia đình luôn. Chị Qua là người đồng hành với anh em từ đầu tiên chia sẻ hoàn cảnh. Khi nào mà các Mạnh Thường Quân có hỗ trợ nữa thì các anh cứ liên hệ với Qua. Qua sẽ đi được với mấy anh vô đây thì Qua sẽ đi. Thì nói chung gần lát Qua cũng trao số tiền bạn của Qua cũng gửi cho một ít cho bạn mình. Đêm hôm là Qua đã trao hết một lần rồi. Thì sáng nay Qua sẽ tranh thủ đưa tiền của người trong cái lúc này rất là cần chồng mình ra đi mãi mãi thì lát nữa thì Qua sẵn có mấy anh Qua cũng trao luôn. Rất là cần những cái tình thương từ ở nhà hậu tâm luôn nha. 3 triệu đồng của cô nhỏ gái trên ra đây nè con. Đếm đi rồi 2 4 6 8 10 1 triệu 2 4 6 8 10 10 là 2 triệu 1 2 3 4 5 3 triệu đồng của cô Nga Tây Hồ Hà Nội. Cảm ơn cô Nga. Cảm ơn cô Nga. Ở cả nhà thì hoàn cảnh của gia đình bị anh Lâm 45 tuổi bị tai nạn giao thông mất thì hoàn cảnh quá khó khăn luôn. Đến đây thì cũng Mạnh Thường Quân cũng thấy hoàn cảnh khó khăn mà giúp đỡ thì qua kênh anh em ở Sóc Trăng đến đây chia sẻ thì cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý nhỏ tâm quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn những tình thương của quý nhỏ tâm cũng gửi cho gia đình của anh Lâm á cả nhà gửi rất là quý luôn. Chị Qua gửi tiền luôn hả? Chị Qua gửi tiền luôn. Chị Qua cũng có vô là trao số tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ được 10 triệu mấy rồi. Dạ. Thì hồi đêm hôm Qua nhận cuộc gọi của chị Lâm Thị Mỹ Duyên ở Sóc Trăng, đường Tôn Đức Thắng. Dạ. Thì gửi số tiền 2 triệu cho gia đình của bạn Qua. Thì má cho má đưa cho con luôn nha, 2 triệu. Rồi với thêm một người bạn của Qua, ông này bắt gửi cho 1 triệu nữa. Rồi má xin gửi luôn. Thì Qua thay mặt tất cả các nhà hảo tâm cảm ơn rất là nhiều có tấm lòng nhân ái và giúp đỡ cho bạn Qua nha. Qua xin cảm ơn. Rồi cảm ơn chị Qua. Chúc cũng cố gắng nha chị nha. Chị có gửi lời cảm ơn không? Em cũng như là gia đình em rất cảm ơn mấy rất là nhiều tình thương. Nhiều tình thương của Mạnh Thường Quân. Bởi vì chồng em nó mất độc ngọt quá. Em không biết lời nào là cảm ơn. Và mất Mạnh Thường Quân cho em được một cái số tiền đó. Là em cũng cho con em nó đi học. Cũng như bây giờ là gia đình em nó khó khăn, nhà cửa không có được ổn định. Cũng như thương Mạnh Thường Quân, thương chương trình có thương thì cho em được cái căn nhà ấm cúng cho con em, mẹ con em nặng cho con em nó cứng rắn lên nặng đi học. Chứ em thì bệnh này kia rồi nhiều lắm. Cũng như bệnh phụ nữ này kia nữa, rồi sách không nổi được tí 3 ký nữa, rồi làm sao em làm gì nổi. Em cũng rất trân trọng kính mừng giỏi là cái vụ số tiền này là em rất cảm ơn chương trình hảo tâm Mạnh Thường Quân. Đó, thật sự thì gia đình rất là hiền, cả nhà rất là hiền. Nghĩ sao thì nói vậy thôi. Cả mọi người trên cộng đồng mạng đi. Con lấy Mạnh Thường Quân á. Mạnh Thường Quân đi. Ông bà của chú Mạnh Thường Quân biết và hiểu và thương cho hoàn cảnh gia đình của tụi con. Cũng như tạo điều kiện cho hai đứa con tiếp tục đi học nha. Con biết cô đã
đã tạo điều kiện cho con được tiếp tục để được đi học, có thêm động lực để giúp con hiểu mà. Hai đứa là vẫn là tiếp tục là đi học đúng không? Vì đó cũng có nhiều ông bà đã thương thì gửi tiền đó giúp cho gia đình mình đó. Nên là mình cũng an tâm đi học. Chứ bây giờ nghỉ học là ba buồn nữa, ba không có được an lòng á. Cố gắng lên nha. Rồi con có nói gì cảm ơn với cô bác đi con, con động cùng mạng đi con. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình con. Rồi. Tới giờ cũng xúc động lắm nha. Bây giờ phía bên ngoài là cũng như là mọi người cũng đang chuẩn bị ở xây mộ. Cũng như con em nó quá nhỏ, nói chuyện không có được kêu rồi. Ấy ông dạ. Kêu mấy anh cũng hai đứa hai thắp cùng chú, cũng... chú nén hương ơi, chú cũng xin thay đúng. Mặt khán giả đúng, như là đặc biệt là Mạnh Thường Quân. Đúng, sáu bên nha con. Thay mặt Mạnh Thường Quân là thắp nén hương cho anh Lâm, 45 tuổi. Thắp hương và cầu nguyện cho hương linh của anh sớm được siêu thoát. Em cũng là rất cảm ơn chương trình của anh Đoạn Công Mạng. Cái thời gian này học cũng rất là dài đó. Cô có mệt không? Mệt thì ngồi nha. Rồi, ngồi nghỉ ngơi đi, thấy mệt quá rồi. Nghỉ ngơi đi chị. Lên đó ngồi đi chị. À, rồi, thấy yếu quá. Thấy yếu quá, đứng không nổi luôn. Rồi, đây, để đưa người cây đi, người cây đi. Đấy đi. Cảm ơn. Hai đứa cũng nghỉ ngơi nha. Giờ cũng ba cũng... Cái đó là bao nhiêu tuổi? À, bé lớn bao nhiêu tuổi rồi? À, 17. Giờ đang học lớp 12. Ở nhà thì giờ em cũng xin phép Mạnh Thường Quân, thay mặt Mạnh Thường Quân người thắp cho anh Lâm một nén hương. Thì cũng cầu cho hương hồn của anh được an nghỉ. Hôm nay thì có anh Khánh với chị Liễu bên Úc cũng hỗ trợ, gửi hỗ trợ số tiền là 5 triệu đồng. Bên cạnh đó thì có một chị gái chủ quán phở là gửi 500. Thì cũng cầu mong anh cũng phù hộ ha cho Mạnh Thường Quân, giống như biết đến hoàn cảnh mình cũng như là anh Khánh chị Liễu gì đó, cầu anh chị bên đó thì cũng có nhiều sức khỏe cùng với gia đình thật hạnh phúc, A Di Đà Phật. Anh em thắp hương đi, thắp hương đi. Nằm luôn đi, mệt rồi nằm luôn đi, anh ơi. Phía bên ngoài là đang tiến hành xây mộ, xây mộ cho anh Lâm. Thì hôm nay thì em đến đây thì đưa tiễn anh Lâm 45 tuổi, cạnh đó thì gửi số tiền của Mạnh Thường Quân. Thì qua video thì cũng xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân. Hôm qua anh em đến cũng chích quỷ của Mạnh Thường Quân gửi phụ giúp cho gia đình. Hôm nay thì đến đây thì cũng có anh Thánh chị Liễu Việt Kiều Út, bên cạnh đó đã có một chị gái chủ quán phở 45 Sài Gòn thì gửi thêm cái số tiền 5.200.000 nữa để phụ lo cho hai đứa con gái được tiếp tục đến trường á. Xin cảm ơn anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn, đã đồng hành cùng em giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Giờ thì bây giờ chắc cho phép anh tạm kết video này đây. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả với Mạnh Quân ở video tiếp theo nha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.